Rồi, xin chào anh chị các bác trở lại với channel Hồng Sơ. Hôm nay thì bên em cũng vừa bán xe mới, xe này là xe mới 100% ạ, cũng chuẩn bị bàn giao với khách hàng. Cũng muốn quay để anh chị có cái xe để mình tham khảo các phiên bản, mẫu mã cũng như là cái phụ kiện option mà mình có thể lắp thêm. Cái xe này thì cũng được trang bị vài option cơ bản để mình cân nhắc. Thì xe Nam bên em hiện nay đang bán là với phiên bản 2.0, thì mình có 5 cái cấu hình về phiên bản giá bán. Rẻ nhất là bản Deluxe là 749 triệu. Thì xong xuôi ra biển ở thời điểm này ở Bắc Ninh ấy, thì nó sẽ dao động vào khoảng tầm 830. Ngoài ra thì cái bản như trước mặt anh chị đang xem là bản Luxury ấy. Chưa có thanh giá nóc, tuy nhiên thì là có thêm logo 3D ấy, Adaptive Cruise Control hay là cảnh báo lệch làn đường. Thì xe này bọn em bán là 789 triệu. Xong xuôi thì nó loanh quanh vào khoảng 870, hơn 870 một chút ạ. Bản tốt nhất thì có thể là bản Premium Active với camera 60, cửa sổ trời, sửa ghế, sửa vô lăng. Thì xong xuôi nó dao động vào khoảng tầm 920. Phiên bản Sport mâm đen thể thao và cản trước cản sau là nhựa đen bóng ấy, thì là mình cộng thêm 20 triệu giúp em là tầm 940 ạ. Và bản Exclusive da Napa mâm CX8 thì là sẽ là 960 nhé. Đấy, hôm nay thì em quay cái bản Luxury. Xe này khách hàng của em đã lên màn hình IK. Ngoài ra thì cũng được trang bị thêm cũng đầy đủ các option rồi, cũng như là trải sàn da này, em có thấy trải sàn da và thảm mốt chân. Giá phim cách nhiệt. Lưu ý các bác là toàn bộ xe Mazda hiện nay bên em đang tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ, cũng như là phim cách nhiệt Luma của Mỹ bảo hành 5 năm, bọn em trang bị theo xe, đã bảo hiểm của bọn em tặng thêm. Giá thì như em vừa báo rồi. Để các bác mà cân nhắc mua xe lần đầu, xe SUV 5 chỗ gầm cao, giá loanh quanh vào khoảng 900 thì có thể cân nhắc cái bản Luxury này. Đấy. Thì đây em sẽ đi nhanh qua một chút về nội ngoại thất ạ. Cái bản này thì là trang bị đèn LED ban ngày rồi, công nghệ bóng bi LED thì đầy đủ. Đấy. Mâm lưới cản nhiệt thì mình vẫn có mạ chrome này. Ngoài ra như em nói thì nó có cái logo 3D ở đây, là cái radar trong cái hệ thống Adaptive Cruise Control. Ngoài ra thì mình có mâm phay cắt. Mâm phay cắt này thì dùng trên 3 bản là Deluxe, Luxury và Pre Active ạ. Đấy, gương chiếu hậu hay là cái phần nhựa cản này cũng là một số cái phân biệt với các phiên bản. Ngoài ra thì từ bản Deluxe thấp nhất thì đã được trang bị ghế da hay là cốp điện rồi. Đấy, ngoài ra thì Thaco bên em trang bị cho các bác bộ cứu hộ. Bộ cứu hộ này thì nó sẽ bao gồm dây câu bình, cảnh báo trên đường, cũng như là găng tay, đèn pin. Đấy, lốp dự phòng thì nó ở dưới này. Trên phiên bản Luxury ấy, thì nó sẽ không có cái súp trầm. Đấy, bản Pre thì 840 thì các bác sẽ có cái cục trầm ở giữa lốp dự phòng này luôn. Tại vì trên bản Pre thì nó trang bị là 10 loa bâu chính hãng. Cái loa của hai phiên bản Deluxe và Luxury này là cũng là loa nghe rất là tốt rồi. Ok, em vào cái nội thất là chính nhé. Ở sách 5 thì là ghế da, ghế chỉnh điện, có nhớ nhớ vị trí ghế ạ. Ngoài ra thì đây mình có đóng mở cốp này, một số tính năng an toàn như tắt bật cảm biến hay là i-stop. Gương rước là chỉnh điện, cục điện hết rồi. Ok, mình để nổ này. Màn hình hiển thị. Và đây là cái màn hình em trang bị thêm cho khách hàng. Thật ra là cái này là phải theo nhu cầu của khách các bạn. Đây là màn hình của IK chính hãng, loại rất là tốt. Cam 360 theo màn hình, Việt Map theo màn hình, cam hành trình cũng như là một cái màn Android. Đấy ạ. Thì ok, đã lên rồi đây. Xe thì mình vẫn được trang bị phanh tay điện tử auto hold này,
phím điều khiển này, comment này, hai chế độ lái sport thể thao, điều hòa hai vùng độc lập. Đây, tắt bật là ở đây nhá. Đây là cam 360 quanh xe. Đấy, có mô phỏng xung quanh rất là chi tiết và đầy đủ luôn. Đấy, mình có thể chọn tùy chỉnh cấu hình là màn 2D hoặc là 3D. Đây, cam trước này, cam sau này, cái cam sau cam trái, cam phải. Ok, em sẽ vào số lùi cho các bác nhá. Số lùi cho các bác xem. Cái màn hình hài này cũng hay cái là nó sẽ thích hợp luôn trên màn zin, và khi mà mình đánh lái đây, em đang ngồi lái đây, thì nó sẽ hiển thị luôn cả cái vẹt bánh để mình căn. Rất là tiện đúng không ạ? Đấy, ngoài cái K360 thì bên em trang bị luôn cả Absolute Zin theo màn trên xe nhé. Ngoài ra mình có Việt Map này, Google Map này, vẫn đầy đủ. Đấy, nghe nhạc YouTube các thứ thì chắc chắn rồi, trên màn Android là mình xử lý được. Tuy nhiên thì vì cái lý do bản quyền ở trên YouTube thì em cũng sẽ không test loa trên này. Đấy, mình xem hay là mình đăng nhập vào, mình xem bình thường nha các bác nhá. Một bộ như này cả màn Android lẫn cam 360, Việt Map các thứ thì nó sẽ loanh quanh đâu đó vào khoảng 15 đến 20 triệu tùy vào cái cấu hình của cái màn hình. Đấy, RAM nhiều hay là RAM vừa thì nó liên quan đến cái độ nhạy khi mà mình thao tác tay trên này. Những đàn thoại rảnh tay hay là ra lệnh giọng nói thì chắc chắn là có rồi. Absolute Zin theo xe, cam hành trình. Các bác gần như là bỏ một lần ra là mình xử lý được rất là nhiều. Cái màn này là màn 10 inch, màn Zin của nó là màn 8 inch nhá. Đây là mình phải thay lại mặt giữa của xe 5. Ok, em cũng giới thiệu nhanh qua cái màn hình cũng như là cái giá bán các phiên bản, các đầu xe, để anh chị mà có nhu cầu mua xe, tìm hiểu cũ mới thì anh ấy alo trực tiếp cho bên em nhé, bên em tư vấn thêm. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.